con không có tiền rồi. Con có muốn ăn bánh tráng không? Mẹ mua cho con nha. Dạ ăn mẹ, cảm ơn mẹ. Thơm quá. Cuối kỳ mình cũng có mẹ mua cho mình một cái. Cô nướng bánh rất là kỹ luôn nha. Các bạn ơi, có bạn nào đã ăn món bánh tráng nướng này chưa? Yes. Các bạn nào ăn rồi thì hãy bình luận bên dưới cho Hoàng Kim biết nữa nha. Yeah. Bánh chín rồi đây. Cảm ơn cô nha. Của con nè. Ủa sao mẹ mua tới hai cái dữ vậy mẹ? Để mẹ cho em một cái. Con gái ơi, cô cho con một cái bánh nè. Yeah. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu, tạm biệt con nha. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Cô đi bán tiếp đây. Yes. Dạ tạm biệt cô bán bánh tráng.